Thưa quý vị, chỉ ít ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thế nhưng không khí Tết thì đã tràn ngập khắp các làng đào, chợ hoa truyền thống tại Hà Nội. Tuy người dân vừa trải qua một năm khó khăn, song hoa đào vẫn là thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Và nhiều người dân thủ đô cũng đã tranh thủ thời tiết đẹp đến tận các vườn đào, chợ đào để săn những cành đào đẹp trang trí trong nhà. Là người chơi đào lâu năm, thất thốn là loại đào được anh Hoàng Mạnh Hà ưa chuộng để chơi vào dịp Tết. Với giá trung bình hơn chục triệu đồng một chậu, anh Hà cũng mua về bán để kiếm ít lời lãi. Giá cả năm nay thì nó cũng xem như mọi năm. Nhưng mà năm nay có dịch bệnh thì nó cũng kém đi một tí. Nên là người ta có nhiều hơn mình mua nó vừa phải. Bích đào, hồng đào, thất thốn là ba trong những giống hoa đào chính được nhà vườn của anh Nguyễn Quang Vũ trồng. Với giá trung bình dao động từ 3 triệu tới hơn vài chục triệu một cây, tùy vào từng giá trị của mỗi loại. Khách tới nhà vườn chủ yếu là các khách buôn đào và thuê đào. Với một năm Covid như này, gia đình nhà tôi đến giờ phút này nói chung là cái lượng khách hàng không thuyên giảm, vẫn như mọi năm, vẫn đều đặn, đều như mọi năm cả. Và có khả năng còn khi đến tận bây giờ thì thấy nó có vẻ là nhìn hơn năm ngoái một chút. Khác với khung cảnh trầm lắng tại các khu vườn, tại chợ hoa Quảng An vào phiên cuối tuần lại tấp nập khách mua bán. Những cành bé có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng. Các cành to và đẹp hơn có giá từ 1 triệu 500.000 đồng đến 4 triệu đồng, giảm khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng so với năm ngoái. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng sức mua lại không hề giảm. Với những cành đào có giá trung bình từ 1 triệu 500.000 đồng vẫn được tiêu thụ đều. Đây là cổ truyền dân tộc rồi. Dù nghèo như thế nào thì cũng phải có trong nhà có cành đào. Đây là mọi người cô thấy là chi tiêu cái gì thì tiết kiệm, nhưng là đào nó là truyền thống. Nhưng mà đắt rẻ là nhà nào cũng phải có một cành đào để đón xuân. Mình thấy là so với mọi năm thì cũng không chênh lệch lắm, nhưng mà cái đào năm nay rất là phong phú và đa dạng, đào phai rồi đào hồng rồi là các cái chủng loại, và người đi mua sắm là cũng tấp nập đông vui hơn. Dù một tuần nữa mới đến Tết nhưng hoa đào năm nay nở từ rất sớm. Hơn lúc nào hết, nông dân trồng hoa đào cũng như các tiểu thương mong muốn thời tiết thuận lợi ủng hộ để đào được mùa, được giá, để có một cái Tết ấm no. Và chúng ta cũng vẫn biết là Tết Nhâm Dần 2022 thì đã cận kề. Và đây là thời điểm các loại hoa, cây kiểng từ ngoại thành và các tỉnh lân cận đổ về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ Tết. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động buôn bán tại các chợ hoa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng vì thế mà vắng lặng hơn. Buôn bán hoa Tết đã hơn chục năm nay, cứ sau ngày 20 tháng Chạp, anh Dũng lại đưa hoa từ Khánh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh để bày bán phục vụ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên chưa năm nào anh chứng kiến khung cảnh chợ hoa điều hưu như năm nay. Cũng như nhiều nhà vườn khác, năm nay anh Dũng chỉ bán lượng hoa bằng khoảng 2/3 năm ngoái. Hàng khan hiếm, giá tăng từ 10 đến 30% tùy loại, khách mua thì vắng vẻ. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng trăm tiểu thương tại các chợ hoa thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này. Năm nay chỉ tập trung vào cái dòng cúc mà cúc đó và cúc pha lê. Cái tầm khách á thì họ hướng tầm trung, cái lượng cái sản phẩm hoa là chung có khoảng tầm từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu rưỡi trở lại thôi. Còn cái phần lớn như trước đây khoảng 15 triệu đến 20 triệu, chỉ số lượng rất ít. Nó giảm hầu như là nó gần nửa. Tại vì không dám lấy nhiều, với lại nhà vườn cũng không trồng nhiều nữa. Người ta sợ. So với năm ngoái, cái thời điểm lượng khách bây giờ nó giảm hình như là hơn cả một phần nửa luôn. Thí dụ 100% nó tầm giảm tầm khoảng 60-70% rồi. Từ hôm qua nay khách tới lui hỏi thì nó ít lắm. Nó không bằng 1/10 luôn mà. Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, các mặt hàng hoa tươi, hoa nhựa đã được nhập về nhiều. Bên cạnh các loại hoa phổ biến như nụ tầm xuân, hoa cúc, hoa lan, thì năm nay tuyết mai, thanh liễu là hai loại hoa được bày bán nhiều nhất. Tuy nhiên dù đã 22 Tết, nhưng khách đến mua vẫn còn thưa thớt, chưa bằng một nửa so với năm ngoái.
Thưa quý vị và các bạn, loài hoa tượng trưng cho sự phú quý, may mắn, thịnh vượng trong những năm gần đây, đó chính là lan hồ điệp, được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết, khi mà nhu cầu tiêu thụ qua lan hồ điệp làm quà biếu đã bắt đầu tăng mạnh. Và theo các nhà vườn thì trong khoảng 2 tháng trở lại đây, lan hồ điệp sẽ được cung ứng ra thị trường. Thời điểm hiện tại thì hầu hết hoa lan đã được khách hàng đặt trước và công việc hiện nay của các vườn lan chủ yếu là đóng hộp, lên chậu hoa để chuyển đến khách hàng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại một công ty sản xuất lan hồ điệp quy mô lớn bậc nhất tại miền Bắc. Rất nhiều giống hoa lan hồ điệp khoe sắc rực rỡ. Từ khoảng 2 tháng nay, không khí làm việc tại các vườn lan hồ điệp của công ty này luôn nhộn nhịp. Công việc của những cái tháng giáp Tết này thì nó bận rộn nhiều bởi vì là hàng hoa là xuất đi nó quá lớn ấy. Giống hoa lan hồ điệp vàng chanh và trắng là hai trong số nhiều giống hoa lan được sản xuất đại trà với số lượng lớn tại công ty. Trung bình một cành có giá dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Nhờ việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng và chăm sóc hoa lan mà hầu hết những bông hoa khi xuất bán đều đạt chất lượng tốt nhất. Để ra được một cây hoa thành phẩm thì chúng tôi mất khoảng 2 năm từ khi cây con còn là cây giống ở trong chai. Thì nhiệt độ thì chúng tôi kiểm soát trong khoảng từ 18 đến 25 độ. Chúng tôi có đầu tư hệ thống điều hòa để kiểm soát nhiệt độ và lưới che để kiểm soát ánh sáng. Để cho ra được một cây hoa chất lượng cao thì chúng tôi đã đầu tư công nghệ cao vào có hệ thống lưới tự động để kiểm soát ánh sáng và điều hòa. Còn đây là những giống hoa lan hồ điệp cao cấp nhất. Số lan này của công ty đã được khách hàng đặt trước và hiện đã hết hàng để cung ứng ra thị trường. Mỗi cành hoa lan như thế này sẽ có từ 15 đến 20 bông hoa xếp so le với nhau trên một cành. Theo các kỹ thuật viên quản lý khu vườn, để hoa lan hồ điệp đạt chất lượng cao nhất khi nở, trong quá trình chăm sóc cần phải quản lý tốt các điều kiện ánh sáng, nước tưới và nhiệt độ cho hoa. Một bông này giả sử nó lên tầm 20 bông thì nó lở phải tầm đến 12 bông thì mình phải dám xuất bán. Trước khi xuất bán thì mình phải cho chạy quạt tầm 1 tuần hoặc 2 tuần trước khi mình xuất bán. Bởi vì là bây giờ là cây đang ở trong điều hòa mà mình muốn cho nó ra ngoài để cho nó thích nghi với bên ngoài thì mình phải chạy quạt. Để mình người dân mua về các thứ thì nó sẽ không bị sốc nhiệt. Hiện nay công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu đã sở hữu khoảng 30 đến 50 giống lan hồ điệp với màu sắc rực rỡ, phối màu độc đáo và kích thước khác nhau, phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng và người dân. Trong năm 2021, công ty cũng đã ra mắt khách hàng các giống hoa lan có màu sắc lạ mắt như hồng lưu ly, hồng thiên điểu. Đặc biệt có màu độc quyền như đỏ cherry. Dù có giá khá đắt đỏ nhưng những mẫu hoa này cũng đã cháy hàng. Số lượng hoa đẩy đi hàng ngày rất là nhiều nên là hàng ngày công nhân liên tục đóng hàng và một ngày có thể đẩy ra thị trường 1 vạn hoa. Hiện tại, do làm chủ được công nghệ trồng hoa lan hồ điệp đẳng cấp trên thế giới, nên thời gian qua, lan hồ điệp của công ty toàn cầu đã khẳng định được thương hiệu. Vào dịp cuối năm, công ty đã sản xuất khoảng 30 vạn cây hoa lan nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính vì vậy, mô hình trồng lan hồ điệp công nghệ cao này đang tạo ra việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khoảng từ 7 cho đến 10 triệu đồng mỗi tháng.